Hải Yến rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Đến với Lâm Đồng thì những người yêu hoa có lẽ sẽ không thể bỏ qua những loài phong lan đặc sắc, đủ chủng loại và sắc màu. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phong lan rừng Lâm Đồng với Hải Yến ngay sau đây nhé. Vài năm trở lại đây, ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang rộ lên phong trào chơi phong lan. Tuy nhiên, những loại lan bán dọc đường phố đa số đều là lan rừng. Loại lan này bị khai thác quá mức ở những cánh rừng sâu, khiến chúng có nguy cơ cạn kiệt. Chính vì thế, để duy trì các loại lan rừng quý hiếm, nhiều nghệ nhân, nhiều nông dân đã nhân tạo cấy mô lan rừng và phát triển mô hình trồng các loại hoa đẹp quý hiếm này. Ở Lâm Đồng, vùng trồng lan rừng nhiều nhất có thể kể đến như Di Linh, Bảo Lộc, nơi xuất xứ của những giống lan rừng nổi tiếng như Giả Hạc, Châu Như, bởi vùng đất này rất thích hợp cho các loại lan rừng phát triển. Ở Bảo Lộc mình cái thời tiết nó rất được ưu đãi, cho nên là cái giống Bảo Lộc, cái giống của tỉnh Lâm Đồng là mình sẽ chuyên sâu về nó nhiều, và thứ hai nữa là mình sẽ đi về những cái dòng của nước ngoài như hàng Đài Loan này hoặc hàng Thái. Thì là nói chung là loại nào mình trồng thấy cũng được cả. Thì đầu tiên cách đây cỡ độ 10 năm ấy, thì tôi cũng đam mê kiếm một vài giò thôi, về tôi chơi vậy thôi. Nhưng mà kiếm từ một vài giò đấy nhé, mình trồng nó lên nhé, là vài chục giò. Rồi tới khi nhé, thấy có khách họ tới họ hỏi thăm họ mua, rồi thấy cũng có nhiều người mua, rồi bắt đầu tôi mới phát triển cơ sở nó rộng lên. Mặc dù không rực rỡ như những giống hoa phong lan nhập nội, nhưng các loài lan rừng lại có vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh tao. Khi ngắm những bông hoa phong lan rừng, bạn có cảm giác như một suối hoa đang chảy với màu sắc đa dạng, có khi chuyển từ sắc trắng sang hồng hay vàng óng ánh. Nói về phong lan thì nó đa dạng, tức là mỗi vùng miền nó sẽ có từng cái loại đặc trùng riêng. Vùng này nó thích hợp với cây phong lan của vùng này, vùng khác nó sẽ thích hợp. Thì mình khi mà đam mê vô chơi thì mình cũng có tìm hiểu là cây này nó có hợp khí lạnh hay là nó hợp cái vùng khí hậu nóng. Nên khi lúc mà cái thị hiếu ở thị trường thì có người lại thích những cái loài phong lan này rồi chủng phong lan kia. Phong lan Lâm Đồng nhiều năm qua mang về rất nhiều giải thưởng cho các chủ nhân vườn lan, làm nên thương hiệu lan rừng Di Linh, lan rừng Bảo Lộc mà không phải nơi nào cũng có được. Để có được những giò lan đẹp và ưng ý, người trồng lan phải biết cách phân biệt, thuần dưỡng và chăm sóc. Từ niềm đam mê, những người yêu lan đã mạnh dạn đầu tư vốn, công sức để gây dựng một vườn lan rừng ngày càng phát triển với hàng nghìn giò lan. Nếu đã trót bén duyên với lan rừng, chắc chắn bạn sẽ bị cuốn hút khi lạc chân vào những vườn lan rừng trị giá hàng tỷ đồng của các nghệ nhân trồng lan ở Lâm Đồng. Bởi mỗi loại lan rừng đều mang sắc thái riêng, nếu giữ bất cứ ai vô tình chạm vào vẻ đẹp ấy. Quý vị và các bạn thân mến, sinh tố đá xay hay còn gọi là smoothie là loại đồ uống được nhiều lứa tuổi yêu thích. Với Đà Lạt, những loại smoothie được làm từ trái cây đặc trưng như bơ, chuối, dâu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè này. Một hương vị ẩm thực kỳ này, chúng ta hãy cùng xem cách làm những món smoothie tươi ngon với các loại trái cây Đà Lạt nhé. Bạn đang tìm kiếm một loại thức uống ngon, bổ dưỡng và tươi mới để thưởng thức vào mùa hè nóng nực này. Vậy thì sinh tố chính là thức uống tuyệt vời, dù ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, vì nó rất dễ làm, thơm ngon và nhiều dinh dưỡng. Đặc biệt, sinh tố cực kỳ phù hợp trong mùa hè nắng nóng, vì nó là thức uống mát lạnh, có tác dụng giải nhiệt. Cộng với rất nhiều loại trái cây xung quanh chúng ta, mỗi khi hè về, sẽ là nguồn nguyên liệu phong phú cho những ly sinh tố bổ dưỡng này. Xin chào các bạn khán giả của Lâm Đồng TV, mình là Đài Trang.
Và mùa hè thì các bạn thường rất hay lên Đà Lạt để có thể nghỉ mát vì thời tiết và khí hậu ở nơi đây rất là dịu nhẹ. Chúng ta thường hay kiếm các loại trái cây để có thể giải khát được, ví dụ như dâu tây, dâu tằm, xoài, chuối. Nếu như ăn bình thường thì chúng ta sẽ không ăn được nhiều và có thể rất là bị ngán. Nên say sinh tố thì các bạn có thể dễ dàng uống và vị có thể là ngon hơn. Chúng ta có thể kết hợp nhiều loại trái cây với nhau, ví dụ như là dâu tây, dâu tằm, xoài kết hợp với chuối. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy là mình có một ly sinh tố được xay kết hợp giữa dâu tây và dâu tằm. Còn đây, mix giữa dâu tây và chuối. Hai loại trái cây này sẽ giúp cho cơ thể của các bạn thanh mát. Đặc biệt là nếu mà lên Đà Lạt các bạn ăn rất là ăn ít rau củ thì người sẽ dễ bị nóng. Chúng ta sẽ uống loại nước này thì cơ thể sẽ thanh mát hơn. Sau đây mình sẽ chia sẻ bí quyết của mình khi xay sinh tố. Trước khi xay, các bạn có thể cấp đông rau củ quả, trái cây để cho khi xay có thể giảm bớt lượng đá mình sử dụng lại. Và các bạn có thể kết hợp thêm sữa đặc hoặc là sữa tươi để cho vị của sinh tố ngọt, đặc và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Với những bí quyết mà mình đã chia sẻ thì hy vọng các bạn có thể lựa được cho mình một loại sinh tố mà các bạn thấy phù hợp nhất khi đến với thành phố Đà Lạt. Một ly sinh tố ngon thì yêu cầu bắt buộc là nguyên liệu phải tươi ngon, không héo hay dập để đảm bảo an toàn vệ sinh. Sinh tố trái cây không chỉ giải nhiệt mùa hè mà còn là đồ uống rất tốt cho sức khỏe nên được các bạn trẻ rất yêu thích. Em hay uống thì nó tốt, với cả em hay món ở đây rất là ngon nên em hay chọn smoothie ở đây. Dạ, em chọn smoothie có trái cây trong đó như kiểu xoài, dưa dây, vị chua chua ngọt ngọt cũng ngon. Trong những ngày hè nóng nực, bạn hãy chọn cho mình một ly sinh tố trái cây ngọt ngào, đầy màu sắc của tự nhiên và chắc chắn sẽ là rất tốt cho làn da, mái tóc cũng như sức khỏe của bạn. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng có thể tự mình nhuộm thành phẩm những tấm vải mang sắc màu đặc trưng của người Hờ Mông ở vùng cao Tây Bắc? Hay tự mình sáng tạo nên những họa tiết trang trí trên vải, quần áo độc đáo, không nơi nào có được? Trong chương trình hôm nay, Hải Yến xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng ghé thăm một lớp học đặc biệt như vậy nhé! Thứ nước nhuộm có mùi ngai ngái, tưởng như sẽ khiến mọi người khó chịu. Tuy nhiên, với những bạn trẻ này, chúng lại có một sức hút kỳ lạ. Những đôi bàn tay thỏa sức sáng tạo từ một màu sắc truyền thống của người Mông ở mãi tận vùng miền núi Sapa. Đó chính là những gì mà chúng ta thấy được khi cùng nhiều bạn trẻ ở thành phố Đà Lạt trải nghiệm một ngày học cách nhuộm vải chàm của đồng bào vùng cao. Chủ nhiệm của lớp học là bạn Đỗ Bích Phương, một cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhỏ nhắn, mang trong mình niềm đam mê với kỹ thuật dệt vải, nhuộm vải thủ công của những người phụ nữ trên vùng cao Sapa. Suốt thời gian sống và gắn bó với mảnh đất ấy, cùng quan sát giúp đỡ người dân trồng lanh, xe sợi, dệt vải, trồng chàm, làm nước nhuộm chàm và nhuộm những tấm vải có màu sắc đặc trưng này, Phương đã hiểu, đã yêu những giá trị thủ công mà đồng bào Mông tại Sapa đang gìn giữ. Và Phương đã đang truyền lại những kỹ năng nhuộm vải chàm cho những người trẻ có cùng sở thích, niềm đam mê như mình, không chỉ tại Đà Lạt mà còn ở nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước. Mình cảm thấy rất là hào hứng với cái workshop này. Mình nghĩ đó là một cái workshop khá là hay khi mà mình có thể tự tạo ra một cái gì đó của bản thân mình mà với một cái nguyên liệu thiên nhiên của Việt Nam và không có ảnh hưởng nhiều tới môi trường mà vẫn tạo ra được một cái hoa văn rất là đẹp, rất là sáng tạo. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là khi mà mình tham gia làm bất cứ một cái gì mà bằng tay thì mình sẽ có được một cái niềm vui rất là vui á. Khi mà mình vui thì mình sẽ tạo được cái sản phẩm nó đẹp hơn. Với sự khéo léo sáng tạo của các bạn trẻ, những họa tiết hoa văn, những phương thức nhuộm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, họ đã tự tạo nên những sản phẩm của riêng mình.
So với người dân bản địa, chỉ biết nhuộm một màu. Các bạn trẻ khi đến với lớp học này, ngoài việc được học cách xử lý vải, được hướng dẫn cách nhuộm, họ được tự sáng tạo hoa văn bằng các phương pháp cột vải hay sử dụng phương pháp shibori truyền thống của người Nhật Bản để khi nhuộm sản phẩm cho ra những họa tiết vô cùng thú vị. Em nghĩ là mình phải làm thêm cái gì đó cho mọi người hiểu là để có được một cái tấm vải nhuộm như vậy thì nó mất rất là nhiều thời gian và công sức. Nên là em mới tổ chức những cái workshop cho mọi người có một cái dịp trải nghiệm một ngày làm ra cái sản phẩm của chính mình và hiểu được giá trị của những cái sản phẩm thủ công từ những cái vật liệu thiên nhiên của rừng núi, của nước mình. Ngoài sử dụng các sản phẩm vải truyền thống để nhuộm như vải lanh, vải bông, vải cốt tông v.v., lớp học nhuộm vải chàm của Sài Gòn Indigo còn khuyến khích các bạn sử dụng quần áo cũ để tái chế bằng cách nhuộm lại chúng theo sở thích của riêng mình. Ứng dụng nhuộm vải chàm không chỉ đơn thuần tạo ra các hoa văn độc đáo trên vải, mà còn được sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm thủ công, phù hợp với sở thích và phục vụ đời sống của mỗi người. Tôi cảm thấy rất thoải mái và yên bình khi tôi được học và làm việc với các bạn ở đây. Tôi đã thực sự rất vui khi được trải nghiệm việc nhuộm vải chàm tự nhiên và sử dụng các sản phẩm từ tự nhiên, và chúng rất an toàn với môi trường. Cá nhân tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tự tay nhuộm vải từ cây chàm tự nhiên ở Sapa, tìm hiểu về phương pháp nhuộm tự nhiên vừa thú vị vừa thân thiện với môi trường và sức khỏe khi tham gia vào những lớp học đặc biệt như thế này. Thông qua đó đã từng ngày khơi dậy khả năng sáng tạo hướng về thiên nhiên cho các bạn trẻ, cũng như lưu giữ, lan truyền nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi miền của Tổ quốc đến xa hơn với bạn bè quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục du lịch cuối tuần xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.